cầu 2 hết nguyên buổi sáng. Cầu 2 nói đây là nguyên một ban mũ rơm mà hình như thiếu một nhân vật mới gia nhập. Còn đây là theo như là một năm mấy, gần 2 năm trở lại đây là coi như combo này là đầy đủ nhất. Hàng em đấu giá bên Nhật về giờ full thùng, lộn, em xin lỗi, full bịch, giờ mới can chưa có bóc ra luôn nha. Dạ rồi để cho thằng nhỏ nó bóc ra rồi nó gắn vô. Người lớn nhìn còn ghiền chứ đừng nói thế mấy bé. Rồi, em cảm ơn mấy bác.